Em chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Ở những video trước thì em đã giới thiệu tới anh chị rất là nhiều mẫu xe đạp cũng như là các mẫu máy chạy bộ đang được trưng bày tại hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Thì hôm nay trong video này em xin giới thiệu tới anh chị thêm một mẫu xe đạp tập thể dục trong nhà nữa để nhà mình có thêm nhiều sự lựa chọn trong mùa hè của năm nay, được không ạ? Nào, anh chị hãy cùng em tiến tới sản phẩm ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tới anh chị mẫu xe đạp tập thể dục trong nhà của hãng Shizen với mã sản phẩm là GH709. Sản phẩm thì có rất là nhiều màu sắc, là màu đỏ, màu trắng hoặc màu xanh. Như hiện nay tại Ecomart đang trưng bày màu đỏ như anh chị có thể nhìn thấy. Sản phẩm thì ưu điểm hơn những sản phẩm khác, ví dụ những sản phẩm khác chỉ chịu được trọng lực lên đến 150 cân, nhưng đối với sản phẩm này thì sẽ chịu trọng lực lên đến là 250 cân. Sản phẩm cũng có bảng điều khiển điện tử ở trên tay cầm như anh chị có thể nhìn thấy. Bảng hiển thị thì được hiển thị như ví dụ như là thông số này, các thông số ví dụ như là thời gian này, quãng đường chạy, tốc độ, mức độ tiêu thụ năng lượng, thì anh chị có thể tùy chỉnh bảng điện tử ở các mức độ dễ, từ dễ đến khó để mình có thể đưa ra những cái bài tập mà mình cảm thấy là không nhàm chán cũng như là tạo cho mình một cái tinh thần thoải mái nhất. Khung xe đạp của sản phẩm như anh chị có thể nhìn thấy là khung xe đạp được làm từ hợp kim thép rất là chắc chắn. Thiết kế như anh chị nhìn là anh chị ở đây sản phẩm thiết kế theo hình nào không ạ? Sản phẩm này thì thiết kế theo hình tam giác 3 điểm, giúp tác động trực tiếp lên các vùng tay, vùng eo, vùng đùi của anh chị. Ngoài ra một cái ưu điểm nữa mà các sản phẩm khác không có đó là sản phẩm này còn có thiết kế cái đựng bình nước. Anh chị có thể đựng bình nước ở đây, trong quá trình tập luyện mà mình khát thì mình có ngay nước để sử dụng. Vòng xe của bánh ạ, những cái bánh khác là bánh đúc như anh chị có thể nhìn thấy, nhưng đối với cái sản phẩm này thì cái vòng quay bánh xe nổi trội với việc là siêu yên tĩnh ạ. Thì như anh chị có thể nhìn thấy là nhờ thiết kế các trục và cấu trúc vòng quay cải tiến, hạn chế tối đa tiếng ồn và không làm phiền người xung quanh bạn ngay cả khi họ ngủ, nên là rất là yên tĩnh, đạp xe có thể thoải mái. Anh chị có biết rằng là khi mà anh chị đạp cái xe này trong vòng từ 3 đến 40 phút thì tương đương với cái số lượng calo mà anh chị tiêu hao lên đến là 1 tiếng bơi lội, 2 tiếng chạy bộ hoặc là 1 tiếng tập yoga đấy ạ. Sản phẩm này thì không chỉ thích hợp cho gia đình mà nó còn thích hợp cho cái phòng ví dụ như là phòng tập gym này hoặc là văn phòng. Ngoài cái đáp ứng mà những nhu cầu về sức khỏe cho bản thân thì lợi ích của cái việc khi anh chị đạp cái xe này ấy, là có tác động tích cực khác mà anh chị không biết được đâu ạ. Đó chính là gì ạ? Là giữ cho chúng ta có một làn da dáng mơ ước ạ. Là trong cái quá trình mà anh chị đạp xe thì nó sẽ đào thải những cái lượng mỡ và giải độc cơ thể diễn ra tốt trong suốt việc vận động của anh chị ạ. Nó giúp cho chúng ta làn da sáng khỏe, và điều chắc chắn là song song với việc đạp xe mà giúp cho da đẹp ấy ạ, thì nó còn thúc đẩy được cái quá trình trao đổi chất, giúp cho cái việc hấp thụ chất dinh dưỡng và làm cho cơ quan tiêu hóa thoải mái và vận hành tốt hơn, và cũng nhờ trong quá trình đạp xe này ạ. Bên cạnh cái ưu điểm là đạp xe mang đến cái sức khỏe tốt, ngoài ra thì nó còn đem lại cho anh chị một cái tinh thần là những cái căng thẳng áp lực về mệt mỏi trong quá trình đạp xe thì xem sẽ tiêu tan hết, giúp anh chị khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng hơn sau khi mà đạp xe xong ạ. Chiếc xe đạp này thì hiện tại đang bán với Ecomart là giá khoảng hơn 2 triệu. Anh chị có thể qua tham khảo tại Ecomart Đông Anh cũng như là Ecomart Mê Linh để trải nghiệm cho mình cái sản phẩm này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.